Dear Daddy, I offer myself to you as a partner in life. I vow to love you in sickness and in health. I commit myself to encourage you in good time and in bad. I will cherish and respect you on the days of our life together. Starting anew once again, I give thanks that I have found you. May our marriage to be a gift to the world and our family. As you love is a gift to me. Hôm nay em cho bạn nghe cái nhẫn này. Đây là tiền là em chơi chứng khoán và là những cái đồng saving đầu tiên của anh trong cái sự nghiệp đầu tiên Candy làm. Anh hy vọng trao nhẫn cho em và anh hứa sau này dù ở ngoài kia có sóng gió to như thế nào, anh hứa sẽ là một cái mái nhà vững chắc thôi. Em trao nhận này cho anh, tức là em chấp nhận trao cả cuộc đời của em cho anh. Em sẽ luôn chung sẻ và luôn ở bên anh, bất cứ có sóng gió nào, những chuyện khó khăn nào trong cuộc của em sẽ cùng anh vượt qua. Em sẽ luôn là người đứng sau anh và ủng hộ tất cả mọi quyết định của anh. Cho dù quyết định đó có chưa đúng hoặc chưa đúng đắn lắm với những theo những người khác nghĩ, nhưng mà em sẽ luôn tin tưởng vào quyết định của anh, giống như cách mà em tin tưởng anh trong suốt 4 năm qua và luôn luôn tin tưởng vào tình thương anh. For this is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn. They will be comforted. Blessed are the meek. For they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They will be filled. They will be filled. This is the King. This is the King. This is the kingdom of heaven. Ask and He will. Oh, ask and He. This is the King. This is the King. This is.
be at. Seek first the kingdom, and all will be at. Seek first the kingdom, and all will be at. All will be at. All will be at. Seek first the kingdom. Ai tìm được vợ, tìm được hạnh phúc và được ơn phước của Thiên Phụ. Thiên là ông trời, Phụ là cha, cha Thiên Trời. Ai tìm được vợ, tìm được hạnh phúc và được hưởng ân phúc từ trời. Chúng tôi chúc mừng em Thái Dương đã tìm được một cô vợ và em đã tìm được hạnh phúc, và hạnh phúc đó cũng sẽ đi cùng với hai em trọn đời. Và chúc cho hai bạn có thể là có một cái câu chuyện tình yêu, cũng như là một cái chương trình tình yêu mới của mình cũng sẽ rất là dễ thương, nhẹ nhàng, an yên như là ba mẹ, như cái cách mà ba mẹ cũng đã đồng hành với nhau trong suốt cái cũng rất là nhiều cuộc mất trong cuộc sống của mình. Và nhân đây em cũng có một món quà nhỏ nhỏ xin gửi tặng đến cô dâu và chú rể. Em rất là mừng cho cả anh và chị ngày hôm nay. Em xin phép chúc là cả anh và chị sẽ trăm năm hạnh phúc và luôn luôn đi với nhau, đồng hành cùng với nhau trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Em xin phép. Và hôm nay càng dễ thương em mới chỉ còn được đứng đây chứng kiến lễ vào xúc động như thế này. Nói chung là rất là cảm xúc thì. Không có gì hơn thì lời cuối xin chúc Ba Linh cũng như là anh Dương trăm năm hạnh phúc với nhau đời bạc an lành, và mong là mọi người nếu mà có khó khăn hay giúp đỡ hay có bất cứ từ thế này trong cuộc sống thì hãy luôn nhớ là có những người bạn thân luôn ở đây để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Xin phép cảm ơn đến gửi lời cảm ơn đến ba mẹ của con, đến sinh thành của con, bà của con, các bác, các cậu, chú, các dì trong gia đình của con, trong gia đình họ Nguyễn, họ Đỗ. Ngay từ những ngày đầu tiên anh Dương về nhà con, mọi người đã rất welcome anh và đã tạo cho con một sự thuận lợi để tụi con có thể phát triển tình cảm của mình. Cảm ơn ba mẹ và bà ngoại luôn luôn giúp đỡ con trong mối quan hệ của chúng con, luôn support tụi con về mặt tất cả mọi mặt khi mà tụi con có những mâu thuẫn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Con cảm ơn các bạn, các anh chị đồng nghiệp đã dành thời gian đến đây tham dự chung vui cùng tụi con. Riêng với mẹ con muốn nói nhiều lời hơn nữa. Mẹ ơi, là quan niệm hồi xưa là con gái đi lấy chồng là sẽ về nhà chồng, nhưng mà không phải, tại vì mẹ sẽ có thêm một người con trai cùng con chăm sóc gia đình của mình. Tụi con sẽ giống như gia đình của anh Dương, cũng sẽ có thêm một người con gái là con, cho nên là ba mẹ hãy yên tâm nhé. Và con cảm ơn ba mẹ rất nhiều trong suốt 26 năm vừa qua, và lời biết ơn này không phải hôm nay con mới nói, mà con đã nói với ba mẹ và bằng hành động, lời nói trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Và hôm nay con chỉ muốn là nói lên cho tất cả mọi người đều biết ba mẹ tuyệt vời như thế nào với con. Ông sẵn sinh con cảm ơn tất cả các họ hàng và đồng nghiệp của bạn, ba mẹ có mặt tại lễ vào ngày hôm nay. Con cảm ơn tất cả mọi người. We'll be right back.
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã không quản ngại đường xa xa xôi, thời gian và công việc quý báu của mình đến đây chung vui cùng hai cháu và gia đình chúng tôi. Nhân dịp Noel và năm mới sắp tới, tôi xin chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe, hưởng trọn một mùa Giáng sinh, một năm mới vui tươi, hạnh phúc, lành mạnh.